2010 là thời điểm quan trọng đánh dấu sự bùng nổ của hệ thống thông tin trên nền tảng kỹ thuật số. Internet và các thiết bị điện tử dần chiếm lĩnh thị trường vốn được coi là độc quyền của báo in, với thông điệp làm chủ thông tin chỉ bằng một cú click chuột. Nhiều báo điện tử đã xuất hiện và thu hút bạn đọc gần xa. Thời điểm này, với ước mơ hoàn thành sứ mệnh của người làm báo, những thành viên tham gia đề án đã xin thành lập báo điện tử Tầm Nhìn. Ngày 20 tháng 6 năm 2010, tại hội trường lớn của khách sạn Daewoo Hà Nội, với niềm tin vào một tờ báo chân chính, khát khao góp tiếng nói vào phản biện để xây dựng xã hội tiến bộ, rất nhiều đại diện của các cơ quan quản lý và chuyên môn đã bấm nút quyết định cho báo Tầm Nhìn chạy khởi động. Tiêu biểu như đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành, các cơ quan báo chí, quản lý báo chí Trung ương. Ngay thời điểm nung nấu ý định thành lập báo Tầm Nhìn, ban lãnh đạo báo đã kiên định với mục tiêu phát triển duy nhất. Đây là nơi tập trung đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp với cái tâm sáng, đôi mắt tinh và ngòi bút sắc, mang trong mình khát khao phục vụ sự thật và chỉ sự thật, luôn vững tin, không sợ hãi, tôn trọng từng thời khắc lịch sử và luôn minh bạch về thông tin với bạn đọc cả nước. Năm 2010 là một trong những năm mà kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Với cái dấu son lịch sử đó thì Tầm Nhìn cũng đạt được cái sứ mệnh và được ra đời. Tới dự cái buổi ra mắt thì có sự đầy đủ của cán bộ, các lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cơ quan quản bộ chuyên môn, cơ quan chủ quản. Phát biểu tại buổi ra mắt, đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã căn dặn chỉ đạo và khẳng định là báo điện tử Tầm Nhìn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc góp tiếng nói phản biện của giới tri thức và giới doanh nhân, của doanh nghiệp tới Đảng và nhà nước. Hòa trong không khí vui tươi và phấn khởi đó, đồng chí Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông lúc đó cũng đã khẳng định Tầm Nhìn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, và ông đã tặng cho Tầm Nhìn 10 chữ: trung thực, dũng cảm, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và hướng thiện. Đặc biệt là đại diện cơ quan chủ quản, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, đồng chí giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh đã khẳng định là được sự cho phép của Bộ Thông tin và Truyền thông với giấy phép số 382/GP/BTTT ngày 24 tháng 3 năm 2010 thì Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã xem xét với khả năng tài chính cũng như kinh nghiệm quản lý của Viện Quản trị Doanh nghiệp, cơ quan trực thuộc của Liên hiệp hội Việt Nam, đã quyết định phân công cho Viện Quản trị Doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc xuất bản báo điện tử Tầm Nhìn theo quyết định số 239/QĐ-NHH ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Trước sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng và nhà nước cũng như cơ quan chủ quản, Viện trưởng Viện Quản trị Doanh nghiệp đã nhận nhiệm vụ và cũng khẳng định là sứ mệnh của báo điện tử Tầm Nhìn từ đây là một tờ báo sẽ có vai trò cung cấp thông tin chính xác, nhanh nhạy, thiết thực và hiệu quả, giúp cho độc giả, nhất là giới trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp tiếp cận và chiếm lĩnh thông tin một cách nhanh nhất, đạt được cái đỉnh cao của trí tuệ cũng như công nghệ, đồng thời phát huy tốt nhất những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cũng như của nhân loại để làm giàu chân chính và phát triển kinh tế cho doanh nghiệp và cho đất nước. Trải qua những năm tháng hoạt động từ năm 2010 cho đến năm 2015 thì báo điện tử Tầm Nhìn cũng có những cái
điểm nhấn, những cái phát triển, những cái thăng trầm trong lịch sử hoạt động của mình. Nhưng năm 2015, chúng tôi tổ báo điện tử Tầm Nhìn tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày thành lập báo, với vai trò của một cơ quan quản lý trực tiếp xuất bản báo, Viện Quản trị Doanh nghiệp vẫn nhận nhiệm vụ đó cho đến ngày hôm nay. Xuyên suốt 9 năm hoạt động, báo điện tử Tầm Nhìn luôn luôn ghi nhận và hướng tới và phát huy cái tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ khi thành lập và đến sau 5 năm hoạt động và cho đến bây giờ, thì báo điện tử Tầm Nhìn vẫn là cơ quan báo chí trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và dưới sự quản lý và trực tiếp sản xuất của Viện Quản trị Doanh nghiệp. Năm nay là năm thứ 9. Tại cái thời điểm lịch sử này, chúng tôi cũng khẳng định rằng chúng tôi luôn định hướng để báo phát triển làm một tờ báo phát triển bền vững và có hướng tới tiến bộ, là nơi tập hợp của đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp với tâm sáng, mắt tinh và bút sắc, mang trong mình nhiệt huyết với niềm khát khao phục vụ sự thật và chỉ sự thật khách quan và chân chính, tạo được niềm tin vững chắc tới độc giả. Một thông điệp gửi tới bạn đọc là thông tin trên trang báo điện tử Tầm Nhìn luôn chính xác và tôn trọng sự thật, tôn trọng lịch sử và đúng định hướng của Đảng và chính sách của nhà nước. Dẫu biết rằng để vững tin với lý tưởng phải vượt qua không ít chông gai, qua 9 năm hoạt động, có nhiều tuyến bài mà từ phóng viên đến ban biên tập đều phải đối diện với không ít áp lực trăn trở. Báo Tầm Nhìn trong thời gian vừa qua chống tiêu cực thì làm không nhiều, chủ yếu là thông tin về các vấn đề chính trị xã hội và các vấn đề văn hóa truyền thống vân vân. Đương nhiên trong quá trình làm thì cũng vẫn có những cái tuyến bài chống lại vấn đề tiêu cực, tham nhũng, và có thể nói là cán bộ phóng viên của báo cũng gặp áp lực rất nhiều. Ở đây có thể nói là chúng ta đang vấp phải một bức tường. Chống tiêu cực là một trong những nhiệm vụ rất lâu dài của báo chí nói chung và của báo Tầm Nhìn nói riêng. Thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng cần thiết phải thận trọng làm thế nào đó để cho cái sự nghiệp chống tiêu cực, chống tham ô, chống lãng phí này trở thành một trong những công việc mà có thực sự là có lợi ích cho xã hội. Và chúng tôi nghĩ như thế, mặc dù áp lực nhưng chúng tôi cũng cảm thấy rằng việc đó là việc phải làm. Nếu không nhờ tinh thần quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực và niềm tin vào sự trong sạch của xã hội, có lẽ cũng không thể nào có được một tờ báo điện tử Tầm Nhìn như hiện nay. Một tập thể dũng cảm, dám cất cao tiếng nói để bảo vệ cái tốt đẹp, sự thật và dẹp bỏ những bất công trong xã hội.